lo cho số phận, lo cho duyên mình sẽ thành một kiếp hoa. Sớm nỡ tôi tàn, đời ai không một lần quen biết rồi thương yêu nhau rồi lại xa. Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng 16, cưới rồi đành xa nhau. Nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non. Chồng đi dâu tư lên tiếng thêm muôn đời, thông đều bị vô than thở như ngâm ngồi. Lỡ khách băng khoăn thương nhớ vô vàng, cuộc tình duyên mang trên nơi. Bia này bia gạt mà uống hết luôn. Đây rồi. Chạy nó chơi nó chạy. Ừ. Rồi đi vậy đi. Con sợ con này nó bung mẹ không? Vô chổng mình nãy lại. À, con này nó rớt nha. Dạ. Trời ơi, chụp cà phê cho Hương. Quá trời bia luôn cả nhà ơi. Rồi còn phụng tội người gan xin chiến nó mới hết từ từ. Dạ đúng rồi. Hai lốn chào. Này, cái chào này là kêu cũng kêu bằng chào cô Tư. Chào cô Tư nè. Cô Tư thấy nhóm mà thích quá trời, chuyến này cô Tư đem xuống hai lốn luôn. Và đây là cô Tư sấy cho Hương keo hành phi nữa cả nhà. Đây là tỏi phi nha. Đây là Linh sấy sa tế. Từ chu đáo quá. Cái này là thịt hộp cô Tư đi ra siêu thị mua cho nè. Cho bà nội á. Dạ. Đây là cái này là nho. Nho khô. Nho khô. Ba hũ luôn. Cái này chắc cô Tư ấp đá quá. Ấp đá cô Tư ấp đá mì trên tầng nó chạy. Trời ơi quá trời luôn rồi. Ui mì là thấy không Hương? Dạ mì đá. Có cái cá hả chị? Cái đó mày đúc vô tủ đông này. Cái nãy gì mà anh chưa thấy sao lên đây? Anh cho nó vô đây giùm em. Nè cũng bị mấy cái mục này nè mà quên cái bịch mực. Dạ. Anh cho bé đó ra đây giùm em. Cái này cái gì dùng nó lạ lạ vô cái thao được rồi. Anh bỏ vô đây nè, bỏ vô đây nè, nó mới đẹp. Dạ. Em xếp mình lại cho. Dạ, cái này là bữa nào các em trụng qua nước sôi cái là em chiên trứng ăn ngon lắm. Hương ơi, hào quá Hương ơi. Hào quá chị. Ừ, mấy cả chục ký mà được như đó luôn. Dạ. Hào đó. Đó giờ em chưa ăn cái này luôn. Hào quá Hương. Hào. Dạ. Chiên trứng qua nước nóng một cái. Dạ. Dạ. Em không dám để cái này cũng trâu quá. Xuống chị Tinh Hoàng. Dạ. Linh nói xuống chị. Quá trời chị Tư Hương rồi. Xuống bò. Sườn bò, sườn heo rồi sườn bò nữa. Ờ dưới này xuống quá thì xuống rồi. Xuống nữa. Bây giờ đó 5 chiếc lông thẻ đó là em có em hấp chưa sáng luôn. Chị Tư còn bỏ quên một bọc mực nữa cả nhà. Chị Tư lo nem mà chị Tư quên luôn. Bao nhiêu cũng quý lắm mà chị, quá trời nhiều. Cái này Dương Tư phải xuống 2-3 ngày xài mới hết được. Chị Tư đem xuống lần nào là Hương cũng quay thì mấy clip nữa mới hết. Em dạ, để tủ lạnh ngăn đá nha. Dạ. Cái này là xốp ớt nướng ha. Dạ. Cái này là thịt bò nghe cả nhà. Thì Hương hỗ trợ cho em Linh. Em Linh ớt sườn bò, ớt 5 bịch sốt. Hiện tại bây giờ cũng hơn 5 giờ thì bây giờ gia đình Nam chuẩn bị cái bữa tối nha. Thì bữa tối hôm nay thì có cô Linh sẽ đảm nhận hai cái món thịt heo và thịt bò. Sườn heo với sườn bò ớt nướng cả nhà. Vậy là cái món này là giống cái món kỳ gọi nha cô Linh. Con thấy kỳ gọi cô Linh cũng ớt gì nè. Kỳ gọi thiếu. Dạ. Cái chuyến rồi cô Linh nói hơi ít, này cô Linh mua nhiều quá trời. Cô Linh làm sẵn ớt bằm rồi tỏi bằm ở sẵn luôn. Cái miếng thịt bò cả nhà. Thì mình chặt theo cái xương của nó, tại vì cái xương nó cái bản bự nè, nên mình chặt hơi bự.
rồi mình có cứa nó ra làm hai làm ba gì nè, cho nó thấm cái gia vị vô á, rồi mình nướng cái nó thấm nó vừa ăn. Cho đầu bếp cường. Đầu bếp cường. Ở đây thì Út Nhí với Mà Hai đang sắt cây chuối. Hôm nay mình sẽ trồng với gà nha. Gió quá, quẹt cháy. Hôm nay là mình nướng nhiều thịt nên là Út đốt nhiều than tí. Nhiều thịt nấp bò, xương bò, xương bò rồi heo nữa. Heo. Nhưng mà thấy cái bò á, con nướng nó mau hơn cái heo á. Dạ. Thịt nó dễ chín ha. Dạ, dễ chín. Lâu anh Tư, chị Tư xuống mua đồ quá trời. Dạ. Cho nhóm xuống rồi mấy anh em xúm lại ăn. À, cũng nửa năm rồi cô chú anh chị. Ngoài Tết cô Tư Dương Tư có xuống. Thì cô Tư cũng Dương Tư cũng như người trong gia đình vậy đó. Bởi vì hồi lúc mà ông hay ông ngoại mất. Rồi cái anh Tư chị Tư mới hay cái anh Tư chị Tư đầu xuống mà nhóm hồng không cho. Nhóm không cho anh Tư chị Tư xuống. Luộc trước cho nó mềm mềm cái mình sẽ để gạo lên nấu cháo nè. Cháo gà trong cỏ chuối cây. Bữa nay uống sao thì bữa nay uống sao nghe ngày mà nào hết đá thì nghỉ nha. Anh mua thì được có nhiêu mà. Ủa mà xây cụ mà không? Mua có hai bao à. Vừa uống vừa muốn luôn. Thì anh giao đó, thì nước đá anh mua thì không còn nữa nhưng mà còn bao nhiêu uống hết. Cái nhóm này không uống bia mà uống nước đá không à. Ủa cái chảo này em rửa rồi. Lên ra đường cho mày được hết không? Cái không hết rồi. Kiếm thêm thùng. Ở nhà có. Ở đây thì Nội Nam cũng đang kho một nồi kho rượu nha. Cái này mình kho riêng để ngày mai cô Tư đem về Sài Gòn. Còn bên đây thì cô Linh đang xào cái món gì mà nghe nói quý giá của con bò lắm. Nam không có đón ra được. Cái này mình sẽ xào dưa cải. Ủa, có ở đây là mấy anh em trong nhóm chỉ là chưa từng thấy thôi nha anh ơi. Dữ dữ không? Dữ không? Mà xào món này chắc có tội quá anh. Đang tốt đang bắt da chặt từ khúc xào. Anh kỳ quá. Em nướng mình bò, nướng mình heo thì cho nó dễ. Ở đây thì gia đình Nam bắt đầu mình nướng thịt bò với thịt heo nha cô chú anh chị. Hôm nay mình sẽ nướng lửa than. Bữa nay anh Mập của thành phố thay thế anh Mập còn còn ha. Kỹ vừa Mập hơn tôi nè. Mình nãy nói kiếm cái việc mình quá. Bò bên này không bò heo à. Không có gì ăn á. Không có gì ăn với ăn đỡ sườn bò được không? Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Ngồi chơi đi. Ngồi cái này mới chơi. Anh nướng ở đây người ta không phái nữa, khỏi nướng. Hôm nay có mồi bén nè con, mồi cho ăn cục nha. Chừng nào thấy ba rồi chạy vô nấu. Đi vậy con ạ. Bữa nay hai anh em họ tác ai mà chịu nấu. Ai mà chịu nấu. Bữa nay có bắt bò mới rồi. Không biết cường nào gu cường nào đây. Bữa nay là gu lắm rồi. Không biết là trước anh kia về mà kệ em kẹt. Có cường này chắc là trước là đúng làm gì. Tôi bắt bầu với anh mà chừng nào mà nó nói anh nằm là tôi về đó. Chị anh nằm là tôi về không phải.
rồi nói chuyện tôi nói tôi nằm đâu xa nó chuyện gì á. Hai ông sao à, sao anh không nghĩ đi. Đủ vô nhậu luôn. Sứ tôm này thì ngồi để mình hấp những dừa nghe cả nhà. Tôi đem xuống là nhiều lắm. Cái này sú. Tép khẻ không? Dạ. Nhưng mà có người thì tao kêu bằng tôm khẻ. Nhưng mà ở đây thì mình kêu bằng tép khẻ. Nên anh mập bẻ dừa để mình hấp dừa. Còn nước đá nó lạnh. Là nãy mình để trong tủ hết thì ngủ rồi, để ngoài không nữa. Hết liếc gà để mập. Anh Hanh ơi, anh có coi clip này thì kệ cũng thông cảm cho anh mập nha. Ở bên đây anh nói vậy chứ qua bển là anh nói khác à. Bà bển nói là gà anh hai anh lời mập. Bà bển dám nói là gà của ba không bằng gà của anh hai luôn. Quá trời mập. Ở bên đây thì nói là gà ảnh là số 1. Gà thơm thiệt ta.7 giờ rồi anh chờ 8 giờ rồi cái đâu có biết đâu mà mua đồ ăn, cái nhịn đói anh đâu về tới nhà uống xỉu rồi khổ ghê. Dạ, không có dành tới về cái gì. Ví dụ mình mua cái máy đó, mấy tháng hàng năm gì mình đang là khỏi đi. Dạ, cái bệnh viện mà mấy người mấy chị nướng tôm luôn. Thôi hả? Thôi hả? Nhiều rồi. Mà nướng tôm nữa. Nướng đi, nướng ăn. Cái này mình đổ đây mình trộn lên luôn được không? Được, được, được. Cũng mà trộn xả ớt đó. Trộn vô đó nó ngon đó. Trộn nó ngon. Trộn vô nó bị ngon đó nha. Chuẩn bài luôn. Con bự nha. Dễ thịt bò của mình thành phẩm nha cô chú anh chị. Đồ, đỏ nè quá ngon luôn vậy chứ sắc luôn ha. À, sắc này gấp luôn ha, là tự nhiên của thịt bò đó. Dạ. Phía bên đây là sườn heo là còn gia vị này mình đắp cho tôm luôn. Ăn tôm em muốn lên nó màu lắm nha. Dạ, nó đỏ ha. Màu đỏ. Ta sảy. Cái gà nó cần nè. Dạ. Nhưng mà này theo mình nói thiệt nha, cái da gà này nó vàng nhưng mà nó không có bằng cái da gà của anh hai của anh mập. Nó không có mỡ nha. Nó không mỡ mà cái lớp da này của gà của anh mập anh hai bản là nó dày lắm. Nó dày mà kiểu như nó có dầu luôn. Nó có dầu mình ăn giòn sực sực luôn. Còn cái này nó giòn nó già nó kiểu nó vàng nhưng mà nó còn mỏng. Giống như gà này nó giống như nó chưa đúng sức hay sao. Gà của bác hai bản là mỏng thì nó có trứng rồi. Dạ, gà của bác hai bữa là ăn là cảm nhận là nó béo quá. Nghẻ ổ rồi. Cái gà nó béo luôn. Ủa? Bé già đâu? Ở nhà. Không chịu ra. Đó thấy. Cho cả nhà mà về thôi. Đó, đang đeo vô hũng cho mình lên nó ngửi nữa. Má ở nhà thiệt hả? Dạ. Nó mới thở. Ở nhà thiệt hả? Chữ nhà cho bà nội. Ở nằm. Dạ. Bác Nam. Tôi qua được chưa hả? Tôi qua được rồi. Hương sẽ trộn gỏi nha cả nhà. Cái này là củ hành tím nè, nãy cũng sắc miếng mình ngâm nước đá á. Cái này là rau thơm. Mình cho vô thơm cũng hết 2 hết 3 rồi. Rau thơm. Cái này là cái nước sốt. Hương cũng quậy nè. Mình cho vô. Mình sẽ dùng bao tay mình trộn. Trộn lên là ăn liền luôn cả nhà. Tại vì bắp chuối này, cây chuối này mình sắc mỏng. Cái này nó là tôi hợp lại nó bị đi á.
Chú ông ngoại. Cậu đi già cho đi. Ngon gà nhiều hơn chuối cây. Chuối cây chị ơi. Rồi mình trộn gì nè cả nhà, cái gia vị của cái cây chuối với gia vị nó ra đó, nó thấm vô cái thịt gà nó ngon hơn là mình lót dĩa rồi mình để thịt gà ở trên á. Này nè, cái cá tỉnh này ngon lắm anh nè. Cái tôm biển này ngon. Ồ quá. Cái tôm biển này nè. Ừ. Tôm biển này. Đó, đây đây. Nè, mấy con này nè. Quá đỏ luôn. Để bên tên lên lương nha mấy vậy. Quá hấp dẫn nha. Cái này tôm dĩa này tôm mất quá đừng, mình phải tăng thịt bò lên. Tôm này là mãi lễ thôi, hấp tới vừa, nhưng mà mình ké đi mấy con à. Ké mấy con à. Đầy dĩa luôn rồi. Rồi, tôm ké chứ vừa vô. Mình để ít vô cả nhà. Nó thơm. Mình nói vô luôn vừa nha. Rồi rồi, mời mấy mẹ xuống luôn. Hay ghê lắm. Mời cái nhà. Mời cái nhà đi tiện mời mấy mẹ ghê. Mọi thì mỹ lại. Mỹ lại nha. Ủa chứ chén chứ đủ á. Mọi thì mỹ lại nha. Rồi mò hết nè. Liễu ơi. Liễu. Vô vô vô. Lên xe. Rồi 1, 2, 3. Vô. Mà cái nhà. Cả nhà. Thì bây giờ gia đình Nam cũng bắt đầu bữa tối. Hôm nay thì có gia đình cô Dương Tư nên gia đình rất là vui. Chấm nào để hấp dẫn quá ha. Cả nhà nha. Bò với chị làm chung luôn. À, hết rồi lấy luôn nhát không lấy nữa đâu. Bia quá ngon dài ớt mà ớt á dạ gán chạm nha ăn tự nhiên Dương Tư tự nhiên như nhà con nha. Đây là mà mình còn dĩa sao mà có thịt nướng để cho em bé ăn để nó có gì tới. Cái gói là không có gì gấp chưa? Ừ. Ngon không bé trẻ? Không. Cô Tư ngồi đi cô Tư, vô đi cô Tư. Hôm nay là gia đình đầy đủ luôn đó, là có đủ mặt hết. Cùng chung vui với gia đình của cô Tư. Anh chào Mai Lê nha. Nãy giờ chăn trồ cái súng quay à. Vô. 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 Ủa súng đâu rồi? Súng đâu? Súng đâu? Súng đâu? Mời bắt năm năm để kêu mấy mà mấy anh ở trên này. Chính Tư nha. Dạ. Vô cả hai ba ly rồi kêu anh không? Đúng hết là vui quá chị. Dạ, vui hết chị, bữa nay là đủ mặt hết luôn á.
rồi mình chơi cho hết đêm nay khách sạn hết rồi, sao hội trường lấy số sỉnh vậy? Không, đây là nhậu sương sương. Rồi vô đi cả nhà ơi. Vô cả nhà ơi. Vô cả nhà ơi. Vô ký ơi, ông ký kìa, tôi lại ông ký rồi. Bỏ đi vô đi. Ông ký anh thấy cầm ăn rồi vô à. Vô 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 vô. Nãy giờ làm im 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 im. Nãy giờ nó làm tới luôn rồi. Bác Năm làm vậy anh Tư chắc anh chị không nổi quá. Bác Năm cái cặp cái cậu hai được chứ. Kêu anh Tư được chứ đừng kêu anh Năm nha. Nói là mày kêu tao bằng chị, mày kêu ba tao bằng chị. Nhỏ nẻ hổn ta. Nói ngồi này không? Đỏ đỏ luôn á. Đó, thông cắn ra. Ngon lắm Năm ơi. Cắn này ra. Rồi, mẹ. Hết nói chuyện luôn. Nói nghĩ nói chuyện ngồi. Trứng lột gói, rượu phụ quạt quá. Ngon ha. Hết thịt xong mà. Nãy cuối cùng này nói cuối cùng này thấy đậm đà lên vậy. Ăn một quả đậm đà cũng heo rồi. Ừ. Thơm không? Thơm. Cái này chắc thịt heo ế quá. Ngọt ngào hả? Tư ơi, em mời. Tư. Tư. Chưa, 1, 2, 3, vô. Chị lên đây, ăn xuống đã, cho cái này nó đủ bộ luôn. Cái gì vậy? Cái bao câu. Rồi. Cái chân em hỏi thêm đi nha. Anh Tư đào chị ca. Không, em nói anh nè, bữa nay thằng con anh đó. Nó, em hát bây giờ nó tức quá rồi, già mà còn hát mà không hát. Bữa nay nó hát rồi em không hát. Vậy đó, à, vậy đó. Em tức nó cho nó hát, giờ em già em không có hát nữa, em không nghe. Được rồi, chị ca đi, được rồi, em mà ca, em cà lâm, em chấm được. Tại vì em mà ca, nếu mà cái nhiệm đó, nếu mà khoảng cỡ 10 nhiệm rồi phải đần, phải 10, 12, 13. Quá đẹp, quá đẹp. Trời ơi, đào rảnh quá đẹp luôn. Bóng đầu nhỏ. Xong rồi bóng. Nhận cây đào của Tư. Nó xuống bên kia con. Bóng hơn cây kiếm nữa ha. Cái này có ổ điện nữa anh Tư. À có xe điện. Bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không. Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi. Trong suốt cuộc đời tương lai trả lời thôi. Một mùa xuân năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi. Lo cho số phận, lo cho duyên mình sẽ thành một kiếp hoa. Sớm nỡ tôi tàn, đời ai không một
quen biết rồi thương yêu nhau rồi lại xa. Thôi thế là thôi, là thế đó, dĩ vãng là thơ, đem thơ về ghép nhạc thành một tình ca. Thôi thế là thôi, là thế rồi, hiện tại ước mơ nhiều, cuộc đời gọi đây biết bao giờ mới được yêu. Mình chưa nói hết câu tạ tư. Năm năm cách biệt, năm năm mong chờ heo mòn tình nghĩa xưa. Chẳng chán hay buồn, tình kia ngang đôi đường. Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần hương. Cả nhà mình nha. Cái giọng ca được thưởng đây, xin thưởng đây rồi giọng ca ông đời cũng được thưởng luôn. Đây rồi, đây cho các bạn. Dạ cho rồi. Vậy vậy nhạc sĩ với ca sĩ cùng uống ly anh Tư. Rồi hương ngoài cả nhà luôn nha. Quá hay luôn. Chắc cả này chắc mai tôi đi tìm nữa. Chị Tư cũng yêu cầu Hương hát thêm tặng thêm cho chị Tư thêm một bài. Thì giờ hương ngoài cả nhà mình cùng nghe nha. Cười mẹ gì đeo kiến hả? Hương sẽ ca bài Qua Nở Về Đêm nha cả nhà. Anh Tư ca đàn cho em. Chuyện từ một đêm cuối đèo một người tiễn một người đi, đẹp tựa bài thơ nở giữa đêm xuân nở tận tâm hồn. Chuyện một mình tôi chém dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần. Vì giây phút ấy tôi tình cờ hiểu rằng tình yêu đẹp nghìn đời là tình yêu khi đơn côi. Tôi viết những chuyện xưa bọn mình, ngày ăn với tôi như hình với bóng, kết thân đôi đầu xanh đón nhau khi bình minh, với tay nhau tàn cân nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng lên. Vào đời bằng tiếng hát chân thành nhớ không anh, nghĩ gì nó xa cần. Cầm đi dâu tư lên tiếng thơm muôn đời, thông điệu vi vu thơm thơ hương ngâm ngồi lửa cánh băng khuẩn. Thương nhớ vô vàng cuộc tình duyên mang trên đường, linh sơn đâu đây buồn tiếng chuông ban chiều, như vô ai say trong giấc mơ dệt vào cho thế nhân thôi, dù hết u
sầu để lòng qua về bên nhau. Thôi nhé Đà Lạt ơi, xa rồi em có nhớ có thương trong lòng nhiều. Một lòng yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông đông đường dài. Cạnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn chiếu đôi vai gánh độc nhận. Thầy mẹ thương em, nhớ thêm ngày sẽ duyên lòng con. Màu nắng má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non. Ai ra đi mà không từng bình yên, xa người yêu mà dễ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước áo chia vui mình.
rề. Này anh lính chiến, người bàn pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đàn pháo rơi thật buồn. Anh góp cho khéo nhé, kéo lầm vào nhà tôi. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có giàng thiên lý, có người tôi thương. Quá là quá là. Mà nó đẩy tôi vô, có kéo mà. Mà nó đẩy tôi vô.